Xin kính chào quý thầy cô Hôm nay mình hướng dẫn cho quý thầy cô cách tạo tài khoản Tạo lớp học và đưa bài tập trắc nghiệm Cũng như bài tập tự luận lên trên hệ thống AdSup room Hỗ trợ cho thầy cô theo dõi học sinh một cách dễ dàng nhất Dễ báo cáo và hoàn toàn miễn phí Đầu tiên là mình sẽ mở trình duyệt Sau đó mình gõ sub edu vn Sau đó mình vào cái chỗ là đăng ký ngay trong cái giao diện này nó có hai cái loại tài khoản một tài khoản dành cho giáo viên và một tài khoản dành cho học sinh à, giáo viên sẽ tạo tài khoản để mình đưa bài tập lên và học sinh thì tạo tài khoản để join à, à, vào các lớp thực hành các cái bài tập mà giáo viên gửi Là mình sẽ nhập họ và tên à, tên trường nhập số điện thoại email mật khẩu rồi sau đó mình nhấn nút đăng ký à, đây là giao diện sau khi mình đã tạo được cái tài khoản tài khoản dành cho giáo viên Mình sẽ tạo cái lớp học Đặt tên cho lớp học Rồi mình nhập mã bảo vệ vào đây Sau khi mình tạo cái lớp Thì mình sẽ có được cái mã lớp Và mình sẽ nhớ cái mã lớp này Để mình gửi cho học sinh Thì học sinh sẽ vào bằng, bằng cái mã lớp Và cái mã bảo vệ Trong cái lớp học này Mình sẽ có phần cài đặt lớp học cái phần cài đặt lớp học này mình có thể đổi lại cái mã bảo vệ mình có thể chặn không cho học sinh vào nữa hoặc là mình có thể xóa lớp mình quay lại về cái phần tổng quan đây là cái phần thống kê giúp thống kê và kiểm soát được những em học sinh nào đã vào làm và làm được bao nhiêu điểm có làm hay không và bao nhiêu làm tốt và làm chưa tốt nó sẽ hỗ trợ cho thầy cô kiểm soát rất là hữu ích và giúp cho thầy cô dễ dàng trong việc báo cáo thành viên thành viên ở đây là danh sách của lớp và bản điểm của những em học sinh vào làm phần quan trọng ở đây là bài tập mình sẽ vào trong cái nút tạo bài tập mình sẽ tạo bài tập đây mình hướng dẫn cho quý thầy cô hai loại bài tập một loại là trắc nghiệm ở đây sẽ hỗ trợ trên file word file pdf và file ảnh mình tải lên từ máy ha ví dụ như ở đây mình có bài tập thứ nhất đây là phần bài tập về tự luận à, mình sẽ đặt tên nhé à, thời gian để làm ví dụ như 60 phút rồi ngày bắt đầu là ngày hôm nay và ngày hết hạn ví dụ như ngày mai quý thầy cô có thể xem cái mỗi cái tùy chọn ngay trên cái dấu chấm hỏi này nó sẽ hướng dẫn cụ thể ở à, đây mình có thể cho phép xem đáp án hoặc lời giải hay không thì đây là cái bài tự luận nha chọn bên cái phần tự luận sau đó mình hoàn tất rồi à, tạo thêm một cái bài tập nữa là bên trắc nghiệm à, ví dụ như bài tập mà trắc nghiệm này nếu như quý thầy cô không có thấy được cái đề để nó tải lên thì mình có thể chọn vào cái nút này để cho nó tải cái đề lên rồi mình đặt tên ngày bắt đầu là hôm nay và ngày kết thúc là ngày mai ha mình cũng là à, có cho phép xem cái đáp án hay không? Thì này mình nên cho xem đáp án ha và cái lời giải. Nếu như mình bài tập của mình chỉ có tính chất ôn tập thì mình nên cho xem cái đáp án sau khi mà các bạn đã làm xong và nộp xong thì các bạn sẽ xem được cái đáp án để à, biết được à, câu nào đúng, câu nào sai và cái phần thi trắc nghiệm của mình à, có bao nhiêu câu? Ví dụ như ở đây mình có 8 câu trắc nghiệm thì mình sẽ nhập số câu vào đây và sau đó mình nhập cái phần đáp án vào đây quý thầy cô có thể sử dụng cái phím mũi tên rồi, rồi sau đó mình nhập các cái đáp án à, sau đó mình hoàn tất như vậy thì cái lớp học ôn tập lớp 4 của mình là mình có hai cái bài tập ví dụ như mình muốn chỉnh sửa về thì mình sẽ chọn vào trong cái nút chỉnh sửa mình tạo một cái lớp học khác à, trong cái lớp ôn tập này mình sẽ tạo cái bài tập sử dụng lại cái bài tập mà mình đã đưa lên trên hệ thống rồi thì mình sẽ chọn từ thư viện của tôi. Đó, à, trong cái thư viện của mình là à, của cái lớp học ôn tập lớp 4 là mình đã có hai cái bài tập này mình có thể sử dụng lại, nó sẽ tiết kiệm thời gian cho quý thầy cô rất là nhiều. Sau đó mình nhấn nút hoàn tất. Thì à, cái lớp ôn tập cuối kỳ này nó đã sử dụng lại cái bài tập của cái lớp à, ôn tập lớp 4. Trong cái à, lớp học lớp 4 này mình sẽ nhớ cái cái mã lớp và cái mã bảo vệ để học sinh có thể đăng nhập như vậy thì à, bây giờ mình đăng xuất và mình sẽ đăng ký cái tài khoản dành cho học sinh tức là học sinh sẽ đăng ký cái tài khoản để vào trong cái lớp học đây, à, đây là cái cách để mình đăng ký tài khoản cho học sinh đó. thì mình cũng nhập à, họ tên à, trường như vậy thì sau khi mình đăng ký rồi mình đăng nhập vào trong cái tài khoản dành cho học sinh thì mình sẽ chọn vào trong cái lớp học mình sẽ tìm cái lớp học sau khi mình nhập cái mã lớp học rồi thì mình sẽ nhập cái mã bảo vệ mình chọn vào bài tập và sau đó mình chọn bài tập mình chọn vào cái nút làm bài à, mình đồng ý nè thì đây là cái cái số phút và cái thời gian mình làm bài ha Ví dụ như ở đây mình nhập uh, những cái câu những cái câu đáp án chẳng hạn. Rồi mình dùng phím mũi tên để mình nhập những cái câu đáp án. Như vậy thì mình chọn vào nút nộp bài. Sau khi mình nộp bài rồi mình sẽ thấy được đây là cái đáp án và những câu mà mình làm sai. À, câu nào đúng, câu nào sai, nó sẽ cho mình uh, cái thời gian mình làm luôn nè, tổng số điểm luôn nè. Đó là mình đang với là cái tài khoản của học sinh. Uh, còn đối với cái bài tập về tự luận và đây là bài tập nè, ví dụ như mình list vào bài làm. Mình sẽ đồng ý nè. Đối với cái bài tập về tự luận á thì mình cũng có thời gian để quy định thì ở đây sau khi mà làm cái phần tự luận á thì mình phải có một cái file ảnh, ví dụ như mình sử dụng cái điện thoại để mình chụp cái chụp cái bài làm của mình rồi mình tải cái ảnh lên. Đây là học sinh sau khi làm xong học sinh sẽ nộp bằng cách chọn vào cái tải ảnh lên nè như vậy mình chọn cái nộp bài à, sau đó, đó mình đồng ý ha. thì cái phần tự luận này á thì giáo viên sẽ vào hệ thống để chấm bài như vậy thì khi mà giáo viên đăng nhập vào và giáo viên sẽ chấm bài như thế nào thì mình sẽ chọn vào bài tập giáo viên sẽ chấm cái bài tự luận Click nhanh vào cái bài tự luận và sau đó chọn vào chấm chấm bài có nghĩa là ở đây à, mình sẽ xem À, cái phần lời giải của học sinh, ví dụ như này, à, giáo viên chấm 10 điểm, rồi cho là phê là làm tốt, rồi nhấn vào chấm điểm. trong thành viên này mình sẽ xem được danh sách các cái học sinh đã làm được, à, cái tính cái điểm trung bình, cái số bài. À, đây là mình xong kết thúc xong cái phần hướng dẫn à, soạn đề tự luận và trắc nghiệm trên à, cái à, giao diện máy tính ha. À, xin chào quý thầy cô ha